Xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay cũng cái dịp đi chơi thì cũng có quay giới thiệu anh em trải nghiệm một cái mẫu nhà sàn để kinh doanh và ở nghỉ dưỡng rất là hay. Đây là một mẫu nhà sàn Tây Bắc. Thì ở bên dưới thì người ta có xây tường và ngăn ra các cái phòng nghỉ riêng. Ở bên trên thì là có chia làm hai phòng chính. Đấy, không gian rất là đẹp. Ở đây mình đang ở trên là Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La. View rất đẹp luôn. Đấy, thì ở bên dưới thì người ta có xây và chia phòng như thế này. Còn ở bên trên. Đây là nhà. Nhà con giới thiệu đi. Đây là nhà mà chủ con đang ở. Hiện tại ở đây thì cô em con đi rất là xa về đằng kia để khám phá. Lúc nãy chúng con vừa mới đi vào trong rừng xong. Vừa nãy đi vào trong rừng đúng không? Đấy, thì cái không gian ở trong này thì người ta làm cũng tương đối là đơn giản đúng không? Vâng, rất là thoáng. Bộ khung nhà sàn Tây Bắc. Ở trên thì có lợp mái tôn. Nếu như ở trên mà lợp được mái lá cọ hoặc là ngói lợp bằng cái ngói pơ mu và làm cái trần cót thì nó sẽ rất là đẹp. Còn bên ngoài ở đây thì cái căn nhà sàn này thì người ta có chia làm hai phòng lớn. Cửa không này thì sẽ có cửa kính. Cửa kính. Để chúng ta có thể ngắm bên kính ngoài. Để lấy view ngắm ra ngoài. Đấy. Có cả bức tranh rất xinh. Cái rèm này, view rất là đẹp. Đấy. Ví dụ như cái căn nhà sàn ở phía xa này này, người ta có lợp bằng cái ngói pơ mu, tấm lợp pơ mu. Nhìn cũng rất là thiên nhiên. Đấy. Một số hướng để hoàn thiện. Anh em xem mà. Cái mẫu nhà sàn như thế này thì đấy, cũng có thể vẫn là kết hợp được phần xây ở dưới và ở bên trên thì người ta cũng có kết hợp nhà vệ sinh ở đây. Xây nhà vệ sinh từ dưới lên trên, từ phần xây dựng ở bên dưới. Còn cái không gian bên trên này là người ta để trống như thế này, cũng rất là hay. Bố mẹ có thể ngồi ở đây và nằm để nhìn được các con ngắm ở dưới đây, ở dưới đây chơi. Đúng rồi. Những cái bộ khung nhà sàn như thế này thì cũng rất là sẵn anh em ạ. Chi phí, mình nghĩ chi phí lắp dựng những cái bộ nhà sàn như này mà tính hoàn thiện tất tần tật chắc nó cũng cỡ khoảng tầm khoảng 350-400. Nếu như mà lợp cái mái tôn như thế này thì nó chỉ rơi khoảng 350 thôi. Còn nếu mà lợp bằng ngói thì nó sẽ giá thành nó sẽ cao lên một chút. Đấy, sẽ mua những cái bộ nhà sàn Tây Bắc về. Đấy, một cái hình thức kinh doanh hoặc là một hình thức hoàn thiện để ở và sử dụng thì anh em cũng có thể tham khảo được. Tiếc là mình hôm nay mình chỉ thuê một cái phòng ở trên tầng này thôi. Còn những cái phòng ở tầng dưới thì có khách thuê rồi nên là mình cũng không quay xuống quay review cho anh em ở dưới được. Thì quay sơ sơ trên này thôi, khung cảnh rất là đẹp. Ở tầng dưới là người ta có xây những cái phòng riêng ra. Khá hay. Và ngoài ra bên ngoài phía bên phải và mây và mây và có những các loại hoa rất xinh giống như những loại hoa này. Ở đây người ta được trang trí rèm bằng những là xinh hơn. Rèm này con có biết là rèm là bằng gì không? Rèm bằng vải. Vải này gọi là vải theo kiểu vải thổ cẩm của người vùng cao, ở đây người ta đan. Đấy. Trước rèm rất là nhiều màu sắc và họa tiết. Hoa văn. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống đây để khám phá. Ở dưới thì nó cũng thế thôi mà. Bật thang đi sẽ hơi khó một chút nhưng mọi người thông cảm. Vẫn đi bình thường như mọi lần này ta. Đi chậm rồi con nhé. Ở đây thì rất là nhiều loại cây cối. Mà chúng ta đã chưa từng gặp bao giờ. Có những loại hoa mà chúng ta thường trồng ở nhà ấy. Không gian tuyệt vời, rất là thoáng. Và có cả núi nữa này các bạn. Núi ở đâu mà núi? Núi. À núi ạ. Đúng. Mây sẽ tràn xuống đây để gặp chào đón chúng ta. Đâu mây đâu. Đang đợi mây đây nhưng mà đang không có mây đây. Chờ mãi cho đến mây đấy. Chỉ thấy nắng. Bên ngoài ban công này. Bố chú cho con mèo đành một
một tặng cho gia đình. Tí nữa vô chụp cho nhé. Trời ơi, cẩn thận không là trượt chân phát ngã.